Thưa quý vị, phát huy sức trẻ, sự sáng tạo và nhiệt huyết của thanh niên để từ đó xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn là điều mà các nhà trường cũng như tổ chức đoàn hiến đến. Bên cạnh khởi nghiệp sáng tạo, rất nhiều những hoạt động tình nguyện được tổ chức đã khơi dậy tinh thần xung kích, sống đẹp, sống bản lĩnh trong thế hệ trẻ. Số lượng máu thu được vượt hơn 170% so với dự kiến. Hết giờ hiến máu, rất đông sinh viên và cả giảng viên vẫn còn xếp hàng mong muốn được tham gia hoạt động ý nghĩa này. Đó là những hình ảnh đẹp trong ngày hội Giọt Hồng Đại Nam do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Đại Nam tổ chức. Vừa tham gia tình nguyện hỗ trợ các bạn, Nguyễn Thị Huyền Trang vừa tranh thủ xếp hàng tham gia hiến máu. Với Trang và nhiều bạn trẻ ở đây, hạnh phúc đơn giản là trao đi và biết một cơ thể khác sẽ khỏe mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên em hiến máu ạ, và em cảm thấy hơi hồi hộp và run ạ. Nhưng mà em có thể góp sức trẻ của mình cho những người đang cần máu ấy thì là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Và em cảm thấy rất là vui vì dòng máu của mình có thể giúp được cho rất nhiều người đang bị bệnh ạ. Chúng ta đang nhìn thấy màu áo xanh phủ khắp sân trường của chúng ta ngày hôm nay, nó thể hiện cái tâm huyết, cái tuổi trẻ, cái sự nhiệt tình của tất cả các bạn thanh niên, sinh viên. Và ở trường Đại học Đại Nam thì các bạn không chỉ được đào tạo về kiến thức mà còn là được đào tạo từ ngay trên ghế nhà trường những cái đóng góp nhỏ nhất cho xã hội. Và ngày hôm nay đây, thầy và trò Đại học Đại Nam tham gia hiến máu nhân đạo để cứu giúp những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Những cái hoạt động tình nguyện này sẽ giúp sinh viên hình thành được cái nhân cách của bản thân mình và sẽ giúp các em ấy hiểu rằng là mình không chỉ sống vì mỗi bản thân mình mà còn vì trách nhiệm đối với cộng đồng, với những người xung quanh mình nữa.